Mến chào tất cả các em học sinh lớp 6 của quận Tân Phú. Thầy tên là Lê Hoàng Nhân, giáo viên môn khoa học tự nhiên 6, trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu. Thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Để có được một tiết học tốt, các em cần chú ý những điều như sau. Trước giờ học, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6, tập để ghi bài, dụng cụ học tập. Trong giờ học, các em nhấn nút tạm dừng để tạm dừng bài giảng và ghi bài hoặc suy nghĩ trả lời các câu hỏi. Nhấn nút phát để xem tiếp bài giảng. Khi các em thấy biểu tượng cây bút và quyển sổ như hình là phần nội dung kiến thức các em cần ghi bài vào vở. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Thầy mời các em xem đoạn clip về nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh như sau. Tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giếng khoan này từ lâu đã bị bỏ không. Phèn là lý do mà hàng chục hộ dân không thể sử dụng nguồn nước này để ăn uống. Nhiều vật dụng trong nhà cũng vì vậy mà bị hư hỏng. Mỗi bình nước thế này có giá 12.000 đồng và chỉ ưu tiên cho việc nấu ăn. Chỉ vậy, nhưng số tiền dành cho việc mua nước có thể lên đến hơn 500.000 với những người lao động ở đây. Vậy, giải pháp cho vấn đề nước nhiễm phèn trên là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy đi tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay. Bài 16. Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp. Bài học ngày hôm nay có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, sự cần thiết tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Nội dung thứ hai, một số phương pháp đơn giản tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Nội dung thứ ba, thực hành tách chất. Đầu tiên, chúng ta đi tìm hiểu sang phần 1, sự cần thiết tách các chất ra khỏi hỗn hợp. Trong clip các em vừa xem ở trên, có thể thấy nước bị nhiễm phèn không thể sử dụng được trong ăn uống và sinh hoạt. Người dân phải mua nước sạch để dùng với số tiền bỏ ra là hơn 500.000 mỗi tháng. Vậy, có giải pháp nào thay thế giúp người dân tiết kiệm được số tiền mua nước này không? Thầy tin rằng, với nội dung chúng ta tìm hiểu sau đây sẽ giúp các em tìm ra giải pháp thay thế hợp lý nhé. Nhìn vào hình này, các em hãy cho thầy biết nước nhiễm phèn là chất tinh khiết hay hỗn hợp? Đúng rồi, nước nhiễm phèn là hỗn hợp. Có thể tách các tạp chất này ra khỏi nguồn nước hay không? Tùy vào mục đích sử dụng, người ta sẽ tách các tạp chất này ra khỏi nguồn nước. Chẳng hạn, nếu các em cần dùng nước vào mục đích nấu ăn, uống hoặc sinh hoạt, thì việc tách các tạp chất này ra khỏi nguồn nước là rất cần thiết. Nhưng nếu các em dùng nước vào mục đích tưới tiêu cho cây trồng, thì việc tách các tạp chất này là không cần thiết. Và đây là nội dung bài học mà các em cần ghi vào vở. Các em hãy bấm dừng màn hình để ghi bài nhé. Trong tự nhiên, các chất thường tồn tại ở dạng các hỗn hợp khác nhau. Tùy vào mục đích sử dụng, người ta sẽ tách các chất ra khỏi nhau, ra khỏi hỗn hợp theo nhiều cách khác nhau. Trên thực tế, người ta có thể sử dụng nhiều thiết bị để tách các tạp chất ra khỏi hỗn hợp. Ví dụ, để loại bỏ phèn ra khỏi hỗn hợp nước, người ta dùng bể lọc giếng khoan gia đình. Sử dụng hệ thống lọc và các máy lọc gồm nhiều cột, có khả năng giữ các chất bẩn và tạp chất. Những hệ thống lọc nước này được cấu tạo và hoạt động như sau. Nước được đưa vào bể lọc bằng vòi sen phun mưa. Khi đó, nước sẽ đi qua các lớp trong bể lọc theo thứ tự: lớp cát sạch, lớp than hoạt tính, lớp cát lớn, lớp sỏi nhỏ và lớp sỏi lớn. Nước sạch thu được theo ống vào bể chứa nước đã lọc. Phèn được giữ lại và thải ra ngoài theo van xả phèn. Để làm ra các thiết bị hoặc xây dựng các hệ thống tách chất, các em cần nắm rõ đặc điểm của các phương pháp tách chất. Vậy, để giải quyết vấn đề này, chúng ta tìm hiểu sang phần 2, một số phương pháp đơn giản tách chất ra khỏi hỗn hợp nhé. Thầy có 3 cốc A, B, C, mỗi cốc chứa các hỗn hợp sau. Cốc A là hỗn hợp cát và nước. Cốc B là hỗn hợp muối ăn và nước. Cốc C là hỗn hợp dầu ăn và nước. Các em hãy cho thầy biết các hỗn hợp trên là hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất. Vì sao? Các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào?
Hãy cùng đối chiếu với kết quả của thầy nhé. Hỗn hợp trong cốc A là hỗn hợp không đồng nhất vì cát là chất rắn không tan trong nước. Hỗn hợp trong cốc B là hỗn hợp đồng nhất vì muối là chất rắn tan trong nước. Hỗn hợp trong cốc C là hỗn hợp không đồng nhất vì dầu là chất lỏng không tan trong nước. Vậy làm sao để tách từng chất ra khỏi hỗn hợp ở mỗi cốc A, B, C? Thầy có 3 phương pháp như sau. Phương pháp thứ nhất là phương pháp lọc, cho hỗn hợp vào một phễu có giấy lọc. Kết quả thu được, chất rắn không tan trong hỗn hợp sẽ bị giữ lại trên phễu. Ta thu được nước không có lẫn chất rắn ở dưới cốc. Phương pháp thứ hai là phương pháp cô cạn. Dùng ngọn lửa đèn cồn để đun dung dịch. Sau một thời gian, nước trong hỗn hợp sôi và bốc hơi. Sau đó ta sẽ thu được chất rắn trong bát. Phương pháp thứ ba là phương pháp chiết, cho hỗn hợp lỏng không tan vào nhau vào phễu chiết. Sau đó vặn khóa cho hỗn hợp chảy từ từ xuống cốc. Kết quả thu được hai chất lỏng riêng biệt. Vậy theo các em, trong ba phương pháp này, phương pháp nào phù hợp để tách từng chất ở mỗi cốc A, B, C? Các em hãy bấm dừng màn hình và suy nghĩ nhé. Các em đã có câu trả lời chưa? Cùng xem kết quả với thầy nha. Đối với hỗn hợp ở cốc A, sau khi dùng phương pháp lọc, cát sẽ bị giữ lại trên phễu, phần nước ở dưới cốc. Đối với hỗn hợp ở cốc B, sau khi dùng phương pháp cô cạn, sẽ thu được muối ở bát sứ. Đối với hỗn hợp ở cốc C, sau khi dùng phương pháp chiết, sẽ thu được hai chất lỏng riêng biệt là dầu và nước. Từ các phương pháp thầy vừa giới thiệu, các em hãy tìm các từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu trong bảng sau. Các em đã tìm ra được các từ và cụm từ đó chưa? Các em hãy cùng đối chiếu với hướng dẫn của thầy để xem mình làm đúng chưa nhé. Phương pháp lọc, đặc điểm, dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng. Phương pháp cô cạn, đặc điểm, dùng để tách chất rắn tan không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao ra khỏi hỗn hợp. Phương pháp chiết, đặc điểm, dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất. Các em hãy cùng thầy nhắc lại nội dung kiến thức của mình vừa học nhé. Một số phương pháp đơn giản tách chất ra khỏi hỗn hợp. Phương pháp lọc, đặc điểm, dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng. Phương pháp cô cạn, đặc điểm, dùng để tách chất rắn tan không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao ra khỏi hỗn hợp. Phương pháp chiết, đặc điểm, dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất. Quay trở lại vấn đề của các hộ dân ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Nếu em là một người dân sinh sống ở đó, bằng kiến thức vừa học được, các em hãy cho biết nên áp dụng phương pháp nào để tách phèn ra khỏi nước sinh hoạt. Đúng rồi, sử dụng phương pháp lọc để tách phèn ra khỏi nước sinh hoạt. Ví dụ, khi đi dã ngoại và bị lạc, khi đó các em không có nước sạch để dùng, thì các em làm sao để có nước sạch để sử dụng đây? Thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách đơn giản để các em có thể áp dụng vào thực tế này nhé. Đây là mô hình máy lọc nước thô. Cách làm của nó rất đơn giản. Các em lấy hai chai nước bằng nhựa A và B. Chai A cắt bỏ phần đáy, chai B cắt bỏ phần đầu. Đặt ngược chai A lên chai B như hình. Sau đó các em lần lượt cho thêm vào chai A một lớp giấy, một lớp cát, một lớp than, thêm tiếp một lớp cát. Cuối cùng là cho nước cần làm sạch vào. Đợi một thời gian, các em đã có nước sạch để sử dụng rồi. Đây là một mô hình lọc nước rất đơn giản và hữu ích đúng không nào? Ở nhà, có thời gian rảnh, các em hãy thử làm mô hình này nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng làm một bài tập vận dụng. Chọn phương pháp phù hợp khi tách các chất ra khỏi hỗn hợp sau. Hỗn hợp xăng và nước, biết xăng không tan trong nước. Hỗn hợp bột sắt và nước. Hỗn hợp đường và nước. Các em bấm dừng màn hình để suy nghĩ và làm bài nhé. Nào, bây giờ các em cùng xem thầy hướng dẫn và đối chiếu với kết quả của mình nha. Hỗn hợp xăng và nước thì ta sẽ dùng phương pháp chiết. Hỗn hợp bột sắt và nước
ta sẽ dùng phương pháp lọc. Hỗn hợp đường và nước, ta sẽ dùng phương pháp khô cạn. Sau khi đã tìm hiểu xong các phương pháp, chúng ta sẽ đi sang tìm hiểu phần 3, thực hành tách chất. Đối với phần 3 thực hành tách chất này, chúng ta chỉ tìm hiểu phần thiết bị dụng cụ và các bước tiến hành. Còn việc thực hành trực tiếp, các em sẽ được thực hiện khi chúng ta quay lại trường học. Đối với phương pháp lọc, cần chuẩn bị các thiết bị và dụng cụ như sau: giá đỡ thí nghiệm, phễu lọc, rửa thủy tinh, giấy lọc, cốc thủy tinh, bình tam giác. Như phần 2, thầy đã có hướng dẫn qua cách tiến hành. Sau đây là cách tiến hành thầy đã đảo lộn thứ tự. Các em quan sát và sắp xếp lại cho đúng thứ tự các bước để có được cách tiến hành chính xác nhé. Và đây là cách tiến hành chính xác. Chắc các em cũng đã sắp xếp đúng rồi đúng không nào? Cách tiến hành: đặt bình tam giác lên giá đỡ, sau đó lấy phễu lọc đặt lên miệng bình tam giác, đặt giấy lọc vào phễu, cầm đũa thủy tinh nghiêng một góc, một đầu đũa vào phễu, rót từ từ hỗn hợp lỏng chảy trên đũa thủy tinh. Phần chất rắn không tan ở lại trong phễu, chất lỏng sẽ chảy xuống bình tam giác. Đối với phương pháp khô cạn, để thực hiện được, chúng ta cần các thiết bị và dụng cụ nào? Chúng ta cần các thiết bị và dụng cụ sau: bát sứ, lưới, đèn cồn, diêm, kiềng ba chân. Cách tiến hành phương pháp khô cạn dưới đây đã bị thầy đảo lộn thứ tự. Các em quan sát và sắp xếp lại cho đúng thứ tự thực hiện phương pháp nhé. Các em đã sắp xếp xong chưa nào? Cùng đối chiếu với kết quả của thầy nha. Cách tiến hành đúng: đặt lưới lên kiềng ba chân, sau đó đặt bát sứ có chứa hỗn hợp lỏng cần tách lên, dùng diêm châm lửa cho đèn cồn cháy, tiếp theo để đèn cồn bên dưới kiềng ba chân, đun đến khi xuất hiện chất rắn và không còn nước trong bát sứ thì ngưng. Cuối cùng là phương pháp chiết. Các em đã nghĩ ra được các thiết bị và dụng cụ cần thiết chưa? Các em cùng thầy xem các thiết bị và dụng cụ cần thiết cho phương pháp này nha. Phễu chiết, bình tam giác, giá đỡ thí nghiệm. Theo các em, cách tiến hành phương pháp chiết là như thế nào? Các em cùng thầy suy nghĩ cách tiến hành đúng nha. Đáp án của các em có giống với của thầy không? Hãy cùng đối chiếu với kết quả của thầy nha. Cách tiến hành: cho hỗn hợp cần tách vào phễu chiết, đặt bình tam giác vào phễu chiết lên giá đỡ như hình, dùng tay mở khóa cho dung và chạy từ từ xuống bình tam giác. Đến gần mặt phân cách giữa hai chất lỏng thì điều chỉnh khóa cho chảy nhỏ từng giọt, quan sát đến khi dầu ăn chạm khóa thì ngưng. Ngoài ba phương pháp các em đã học thì muốn tách chất ra khỏi hỗn hợp, thầy còn có một số phương pháp như sau. Phương pháp chưng cất, dùng để tách tinh dầu ra khỏi hỗn hợp tinh dầu và nước, sản xuất nước cất. Phương pháp từ tính, dùng để tách sắt ra khỏi hỗn hợp sắt và cát, do sắt bị nam châm hút, còn cát không bị nam châm hút. Phương pháp làm lạnh, thầy mời các em xem đoạn clip sau. Phương pháp này dùng để tách mỡ ra khỏi hỗn hợp mỡ và nước. Ở nhà, khi nấu ăn các món canh hay nước bún, nước phở, nếu các em lỡ cho nhiều dầu mỡ, các em có thể áp dụng phương pháp này để bỏ bớt mỡ trong thức ăn của mình nhé. Phần 3, thực hành tách chất. Các em sẽ xem sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6. Như vậy là các em đã vừa học xong nội dung kiến thức bài 16, một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp. Sau đây, chúng ta sẽ hệ thống lại nội dung kiến thức trong bài này nhé. Ở bài 16, các em đã được học 3 nội dung kiến thức: sự cần thiết tách các chất ra khỏi hỗn hợp, các phương pháp đơn giản tách các chất ra khỏi hỗn hợp và thực hành tách chất. Ở sự cần thiết tách các chất ra khỏi hỗn hợp, các em cần ghi nhớ:
Trong tự nhiên, các chất tồn tại ở các dạng hỗn hợp khác nhau. Tùy vào mục đích sử dụng, sẽ có nhiều cách tách khác nhau. Ở một số phương pháp đơn giản tách chất ra khỏi hỗn hợp thì sẽ có 3 phương pháp chính: phương pháp lọc, phương pháp cô cạn, phương pháp chiết. Đối với phương pháp lọc, dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng. Đối với phương pháp cô cạn, dùng để tách chất rắn tan, không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao ra khỏi hỗn hợp. Đối với phương pháp chiết, dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất. Cuối cùng là thực hành tách chất. Các em xem lại thiết bị dụng cụ cần thiết cũng như cách tiến hành 3 phương pháp lọc, cô cạn, chiết. Bây giờ chúng ta sẽ vào làm một số bài tập vận dụng. Câu 1. Khi pha cà phê phin, người ta đã áp dụng phương pháp nào? A. Lọc. B. Chiết. C. Cô cạn. D. Chưng cất. Các em chọn đáp án nào? Đúng rồi. Khi pha cà phê phin, người ta đã áp dụng phương pháp lọc. Câu 2. Trong máy lọc nước, có nhiều lõi lọc khác nhau. Trong đó, có một lõi được làm bằng bông được ép rất chặt. Theo em, lõi bông đó có tác dụng gì? A. Lọc chất tan trong nước. B. Lọc chất không tan trong nước. C. Lọc và giữ lại các khoáng chất. D. Lọc các chất độc hại. Đúng rồi. Lõi bông này có tác dụng lọc chất không tan trong nước. Câu 3. Trình bày cách để thu được muối tinh khiết từ hỗn hợp muối ăn mị lẫn cát. Các em cùng suy nghĩ câu trả lời nào. Sau đây là hướng dẫn của thầy. Các em cùng theo dõi nhé. Muốn thu được muối tinh khiết thì ta sẽ thực hiện theo 3 bước sau. Bước 1. Cho nước vào hỗn hợp và khuấy đều. Bước 2. Lọc cát ra khỏi dung dịch nước muối. Bước 3. Cô cạn dung dịch. Chất rắn thu được sẽ là muối. Câu 4. Để làm sạch nước bể bơi, ngoài sử dụng hóa chất, người ta còn dùng biện pháp nào khác? Các em hãy suy nghĩ câu trả lời nhé. Và đây là bài tập về nhà cho các em. Phần dặn dò, các em học bài cũ, bài 16, làm bài tập 4, bài tập về nhà, bài tập 2, sách giáo khoa trang 84, xem lại nội dung lý thuyết và bài tập các bài trong chủ đề 3, 4, 5. Đây là bài tập 2, sách giáo khoa trang 84, dành cho các em không có sách giáo khoa. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Thầy chúc các em có nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Xin chào tất cả các em.